kỳ họp Quốc hội này cũng đặt ra một vấn đề quan trọng là làm sao lựa chọn được những đại biểu Quốc hội của dân, do dân và vì dân. Không ít đại biểu đã bị miễn nhiệm ngay đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và đến nay lại thêm một đại biểu bị miễn nhiệm do vi phạm luật Quốc hội. Điều này cho thấy chúng ta cần có những quy định chặt chẽ hơn và đặc biệt là có trách nhiệm hơn trong việc lựa chọn giám sát đại biểu Quốc hội khóa 15. Người thì vào tù do sai phạm về kinh tế, người thì vi phạm quy định điều đảng viên không được làm, người thì có quốc tịch nước ngoài, đã khiến dư luận tỏ ra nghi ngờ chất lượng đại biểu dân cử. Không loại trừ khả năng họ vào Quốc hội là để đánh bóng tên tuổi. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu lựa chọn đại biểu Quốc hội phải đủ tiêu chuẩn, xứng đáng là đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tránh tình trạng một số cái đại hội gần đây các đại biểu thì gặp gỡ nhau vì lâu ngày tình cảm thì tốt rồi, thân thiết rồi, nhưng mà tại sao lại cứ phải mời nhau đi ăn uống, sao phải cho nhau quà, nhất là chuẩn bị bầu cử đó. Thế thì có hay không? Đại hội của một cái đảng cộng sản mà bây giờ sắp sửa thông qua một cái đề án hay là một cái pháp luật gì của Quốc hội, hình như là cũng có cái tình trạng này, tôi biết không có phải không? Mời nhau đi liên hoan thôi, vui vẻ gặp gỡ, vui vẻ gặp gỡ thật hay là có dụng ý gì không để thông qua cho nó chót lọt, để cho được việc của mình. Tôi xin nói thẳng với Trung ương như thế. Nhìn lại lịch sử, mỗi lần bầu đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp thì Bộ Chính trị chỉ có một chỉ thị. Thì lần này, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được đưa vào chương trình nghị sự của Trung ương 12 là một vấn đề mới và được các chuyên gia đánh giá cao khi Quốc hội khóa 14 mất mát nhiều đại biểu do sai phạm. Điều đó thể hiện một cái sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của Bộ Chính trị Ban Bí thư là tới đây bầu các cơ quan dân cử như thế nào. Không những chỉ chọn những người tham gia cấp ủy các cấp, mà chọn ngay những người đại biểu cho nhân dân cũng phải chọn lọc một cách kỹ lưỡng. Phải có số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng đặc biệt là phải nhấn mạnh về tiêu chuẩn. Muốn lựa chọn được cái đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân xứng đáng để mà người ta có thể tiếp tục thực hiện được cái đường lối, cái chủ trương của Đảng và đưa vào cái quá trình lập pháp rồi quyết định các vấn đề, quá trình giám sát hoạt động của nhà nước, thì Đảng phải định hướng từ trước. Và định hướng này không có gì hơn, đó chính là công tác lựa chọn nhân sự, lựa chọn đại biểu, những cái con người mà thực sự là xứng đáng. Tại Hội nghị Trung ương 12, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh nhân dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thì cũng là dịp để đánh giá, lựa chọn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới. Đại biểu Quốc hội được hiểu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Và để lựa chọn được đại biểu thực sự chất lượng thì phải thực sự khách quan, công tâm trong công tác lựa chọn con người. Sẵn sàng loại bỏ những người tìm cách lọt vào Quốc hội vì mục đích riêng, đánh bóng tên tuổi, đi ngược lại với mong muốn của cử tri. Xin được nhắc lại là ngoài ông Phạm Phú Quốc, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 cũng đã chứng kiến nhiều đại biểu Quốc hội do vi phạm mà không được công nhận tư cách hoặc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Sau đây là một tổng hợp của chúng tôi. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Kết luận của Ban Bí thư trước đó nêu rõ, ông Võ Kim Cự có nhiều sai phạm liên quan đến dự án Phocmosa, Hà Tĩnh. Ngày 15 tháng 7 năm 2016, phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia bỏ phiếu tán thành việc không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Hai ngày sau khi không công nhận tư cách đại biểu của ông Trịnh Xuân Thanh, ngày 17 tháng 7 năm 2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên đột xuất, 100% thành viên nhất trí không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Bà Hường là công dân Việt Nam nhưng lại đăng ký thêm một quốc tịch nước ngoài, vi phạm điều 4 luật quốc tịch Việt Nam. Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2017,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao, thông qua nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Thăng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng trong ngày 8 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng. Thêm một trường hợp thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai bị cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, ông Hồ Văn Năm. Ông Năm lúc đó đang nhận kỷ luật đảng do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thực hiện không đúng nhiệm vụ, can thiệp trái quy định vào việc xử lý một số vụ án vụ việc. Ai sẽ là chủ nhân của Nhà Trắng sau ngày 3 tháng 11 tới? Chính trị gia kỳ cựu của Đảng Dân Chủ Joe Biden, ứng viên tổng thống cao tuổi nhất lịch sử Mỹ hiện đại và cũng giàu kinh nghiệm làm việc trong chính phủ nhất. Đứng sau nhiều chính sách đối ngoại của ông Obama. Đương kim Tổng thống, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, giờ không còn là kẻ ngoại đạo. Với không ít di sản trong 4 năm qua. Hai ứng viên với nhiều định hướng chính sách hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là về y tế, biến đổi khí hậu và đối ngoại. Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ một lần nữa xây dựng một nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử, nhanh chóng đem lại đầy đủ việc làm cho người dân, tăng mạnh thu nhập và đem lại thịnh vượng kỷ lục. Vị Tổng thống hiện nay đã che giấu nước Mỹ trong bóng tối quá lâu rồi, quá nhiều tức giận, sự sợ hãi và chia rẽ. 4 năm qua, chúng tôi đã đảo ngược những tồn tại mà ông Biden gây ra trong 47 năm. Hơn 170.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19, hơn 50 triệu người thất nghiệp, hơn 10 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế trong năm nay. Nếu vị Tổng thống hiện nay được tái bầu, chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra. Trung Quốc sẽ sở hữu đất nước chúng ta nếu Joe Biden đắc cử. Khi là Tổng thống, điều đầu tiên tôi làm là kiểm soát lại virus đang hủy hoại nhiều cuộc đời này. Trong một năm tràn ngập những biến động bất ổn của nước Mỹ và thế giới, đặc biệt là mối đe dọa từ COVID-19, người dân Mỹ sẽ đặt niềm tin vào ai? Nước Mỹ sẽ thay đổi như thế nào sau ngày 3 tháng 11 tới? Đón xem những diễn biến kịch tính nhất của bầu cử Mỹ cùng những bình luận chuyên sâu trên kênh VTC1.